Chị quỳ xuống hẳn tôi đọc chú gà nè. Án lên cây, lên cây. Đủ nghe chưa vậy, án lên cây trước tôi cha. Án lên cây, lên cây. Đưa thức tỉnh sao không dậm vậy, dòng hồn mau trở lại. Án cấp đá hạ. Uống nhiều vô. Dạ, nghe nè con. Địa tạng tu tôn lai nghinh. Sao mà mở mắt hết được rồi con? Di Đà tiếp dân. Đồ trát đức rồi. Tu tộ, dông hồn, tạo năng tịnh độ. Tới bà tinh thái. Mình thì 1-2 giờ trưa. Sao đưa ông đàn ngay mặt thầy hoài chèn. Chuyến đi theo thầy Phương cái gì vậy? Gà hãy mở mắt ra. Chúng con đê đầu ngọn đèn và con gà để hồi hướng cho dâm hồn mong mau về nhà. Mày nghe dĩa sôi giờ. Nào dĩa sôi sợ xá vô bạn gà ba xá.